Chào cả nhà, làm bò trong gỏi nha, sắp bắp cải. Hôm nay làm bò trong gỏi cả nhà, chiên cá ăn cơm nha. Tới đây là sắp rồi, xin nhuyễn mẹ vậy đó, vậy ha, không vậy sáng này chắc ngon vậy nè, xin nhuyễn nhuyễn ngon. Chào cả nhà nha, bữa nay bổ cho chiên bánh mùng tôm nha. Dầu sôi. Bánh mùng tôm chiên đó, một cái nó đều, có những cái nó không có, nó không có đều một cái. Cái loại có xấu à? Yếu lại. Anh nhìn nó không nóng luôn. Trộn nước gỏi, làm nước gỏi ăn trộn nha cả nhà. Dùng nhiều. Đang hồi đó ướp cá chiên luôn nha. Dùng nhiều. Mà có gì mình đem lại. Cái này công thức tự do anh. Tự mần là tự ăn cả nhà ơi. Tự ăn luôn. Cái này cá cái gì mẹ? Cá hồn khô nha cả nhà. Cá khô. Cá khô nha rồi. Cái này hồi nước chiên nha. Ăn cơm sáng luôn. Cái này bò nha cả nhà. Hồn tôm nè cả nhà. Phần tôm nó một hồi nó mình sắp lên ninh gỏi á. Cái này lượng nó mình để lên ninh gỏi nè, mình vòng mấy gỏi á. Rồi chuẩn bị trong gỏi nha cả nhà. Trộn trước cho nó hết. Sầm có những gà cũng kêu. Cá kho sắp xong rồi nha. Cái biển nha. Còn nó để ra em giống lũi rồi nữa. Không ngủ.
màu sắc đẹp đẽ quá nha. Nhà muốn hỏi nào cũng có vậy nha, nha. Có vậy. Hôm nào mình cũng được chứ cả nhà. Hôm nào mà cũng được chứ. Này ốp cá biển chuẩn bị chiên luôn nha. Như đây hay ra không lủi nha cả nhà. Tuốt trong đây nè. Tôi khổ mấy chồng á. Quên mua rồi còn mấy cọng nè. Cắt luôn. Còn lên khác. Hết luôn đi. Có nhiều đâu. Rồi, xong. Nó đâu có cần này. Không. Cần này không? Không. Vậy là thôi. Cái ấy mình lên gốc rồi cả nhà ơi. Cái đu đủ. Trồng ba trồng hành mà có bông nha cả nhà. Thôi đủ rồi nè, ương lên cái đống rồi nè. Để ớt kiển lên nha cả nhà. Chuẩn bị mình sạch bò nha cả nhà. Đút cái mặt vô mà nó văng như chóng mặt đấy. Thử luôn đi. Nó tan ra từ từ đi để mình đút cái này. Đổ đông đá không quá. Chào cả nhà nè. Chào cả nhà nè con. Đi ăn gì cay? Bánh mà. Bánh đó cay hả? Bánh đó cay. Chào cả nhà nè. Trên hai hút nước ý uống đi. Đi chân cá nè nó nè. Mang cơm sáng nè. Ngồi dưới cái nước quậy gì. Rồi mình chuẩn bị ra dĩa nha cả nhà. Cá chiên cũng sắp chín rồi nha. Này ra rồi. Rồi đến này. Hai dĩa nữa nha. Khi một hao luôn rồi trộn còn nửa hao à. Dạ. Nghe nước không? Nghe nước nè. Nghe nước nè. Dạ, khỏi. Nó mềm á, nó mềm bánh phồng á. Nước thịt bò để lên trên mặt nha cả nhà. Để dung dung trên đây rồi rồi nha. Ngon nha cái nhà. Nhẹ
thể cuốn bánh tráng ăn cũng được đó nè. Cái này mình thiếu đậu phộng luôn cả nhà, quên mua đậu phộng. Thêm nước lên không? Không. Nhìn cái bánh phồng luôn nha. Cái này chắc mình để nó quên mình để dưới trước á. Trước mềm không? Đẹp hơn. Ừ, giống như vậy đó. Nhìn cái này nó dè ra nhìn rất rùi quá. Nếu không quên mình để nó giúp gì nè. Kệ đi, ăn nhà mà. Rồi mình xong rồi, có gì hồi mình mời cả nhà nha cả nhà. Mình đem đồ rồi hồi mời cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Cả nhà ăn với mình thịt bò làm gỏi nha cả nhà. Cả nhà ăn sáng luôn nè. Cơm luôn nha cả nhà. Cơm gỏi. Kìa có ý gấp kìa. Như mình miếng thịt bò trộn gỏi nha cả nhà. Ngon lắm á. Đó, múc vô trong cái miếng đó đó kìa. Mình này ý gấp trên hai kìa. Đổ lên cái miếng cái phồng ở đây. Ăn con miếng bò. Giỏi quá. Ngon đấy nha. Bóp con. Thịt bò nè. Thịt bò. Ăn đi con. Ăn đi. Không có bóp. Ăn đi nhóc cho mà ăn đi. Ăn cơm nghe cái nhà. Ăn để cái chiên nha. Cốt lợt luôn á. Ý ăn ngon không? Ý ăn ngon. Ăn thịt bò đi. Lớp đều cơm ăn. Ăn cái mà mà. Cái ngoại dễ dễ cho con ăn. Chờ ba bánh. Con ăn. Con ăn. Con ăn. Mày dễ con ăn. Ý phải ăn cá nha. Ngon quá. Ngon quá cái này ơi. Cái dạ. Này là cái gì? Ngon quá chú ơi, cô chú ơi. Cô chú anh chị ơi. Ngon quá. Mày lấy cái miếng này nè này. Để bò lên mà ăn nè. Gấu với bò lên nè. Ừ, ăn đi con, ngon ăn đi. Xin ăn em. Mời đi, mời ông bạn đi. Ủa? Cũng không có cuốn. Ăn cho mình miếng thịt bò, mình có cho cái nhà. Mời giờ muốn nha. Mình mà có ngon miếng nha. Không thấy mặt anh hai. Em ý che cái. Ý ngồi lắng anh hai chứ. Mình có nhà ăn miếng mà bò, bánh mì tôm nha cả nhà. Tôm với bò. Mời cả nhà một miếng nha. Gỏi bò bắp hấu à. Ngon quá cả nhà. Cả nhà giờ dùng cái miếng bò. Cả nhà dùng với mình, cả nhà thấy ngon, cả nhà nhớ cho mình xin một like nha cả nhà. Like với mình đăng ký kênh luôn nha cả nhà. Ủng hộ mình nha cả nhà. Mình có động lực mình mặn nữa nha cả nhà. Yến cơm vô con. Nè mời ông bà cô chú nè. Mời nhà miếng
Mà nước ướt ba cái bánh. Ăn cắn vô. Dẻ cá nữa kìa. Rồi chị phải ăn cá nha. Giỏi quá. Anh em thương nhau diễm cái gì? Ăn mà gió mát không? Có gió mát luôn đó nha. Thoải mái không? Mà ruộng nè. Nói đang làm vàng đậu đũa nè. Cho anh hai dễ mũi. Chị làm gì vậy? Xuống cái gì con? Đang gỡ bò mình nha. Vừa ăn hết ngon. Cơm nữa cả nhà ơi. Hôm nay mình làm món lạ mình ăn cơm. Mời cái nhà không biết nữa nha cái nhà. Ăn được mắm. Ăn đi. Hết chân gõ mà miếng bánh không còn nguyên. Đắp vô. Ngon quá nè. Em đàng hoàng lớn rồi. Nè. Ờ, có đứa gái trong đâu nè. Mỗi nhà bằng đấy. Đắp cho mẹ ăn á. Lớn gì mà học đâu cầm cầm đũa cũng hay nha. Ai dạy đâu, tự thấy người ta làm bầm heo. Trời đất, cho mẹ ăn nha. Để chén mẹ. Tự vô, tự dính vô sao gấp được. Dính đó, gấp dính đó. Trời ơi, nhái gấp răng. Nói tay lụi xuống. Cảm ơn nha. Từ từ rồi.
Hết hoài mẹ mẹ. Rồi con cái... ơi. Cả nhà ơi, dùng với mình miếng thịt bò làm gỏi nữa nha cả nhà. Mình ăn hoài luôn. Nó gấp mới ăn chừng nào non. Con gấp mà mẹ ăn đã luôn đi. Gấp đậm trọng. Hồi mà gấp miếng thịt bự mà gấp hoài không biết. Cái thằng này. Tao tao nè. Ha. Mẹ ăn. Rồi từ mẹ ăn nha. Video mình cũng dài thôi, mình kết thúc đây nha cả nhà. Cả nhà hãy hay cho mình một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Uống nước mà. Uống nước. Bye. Bye cả nhà. Bye cả nhà nha.